Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi truyền thống Nguyễn Thảo. Khuẩn mẹ mình không đấm vào. Hôm nay nên thả. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một một trò chơi truyền thống của Việt Nam rất được ưa chuộng vào các dịp lễ Tết, đó là trò chơi đu. Hey, everyone. Today, I will present to you a very popular traditional game named swing game. Chơi đu thì được tổ chức vào mùa xuân, vì vậy mà trò chơi này còn được có tên gọi khác là hội đu xuân. Trò chơi này không chỉ thể hiện được văn hóa của người Việt mà nó còn thể hiện được cái tính cộng đồng rất sâu sắc trong văn hóa của người Việt Nam. This game is often held in spring, so it also called spring swing, and this game is not only represent the culture, but the community spirit in the Vietnamese culture as well. Giờ thì mình sẽ miêu tả cái cách để dựng một cái cây đu. Tuy là không có hiện vật thật ở đây, nhưng mà qua lời thuyết minh của mình thì mình vẫn hy vọng là các bạn có thể tưởng tượng được ra. Now I will describe the way to build a swing. It's a pity we don't have the real item here, but I hope that I will through my description you can image is very clear. Một cây đu thì gồm có 3 phần, thứ nhất là trụ đu, tay đu, còn một nhóm và không? Bàn đu. Còn nhóm Phương Anh không? A swing has three parts: the frame, the handles, and the platform. Trụ đu thì được tạo thành từ 4 cây tre lớn và đủ vững chãi để có thể chịu được sức nặng của ít nhất là 2 người trở lên. Để làm cho cái trụ đu này thêm vững chãi thì người ta có thể dùng tới 6 hoặc là 8 cây tre. The frame mưa. The frame of swing is often constructed of 4 solid bamboos, which can bear the weight of at least 2 adults. Then to make it more solid, tougher, you can use 6 or 8 bamboos to build that frame. Phần tay cầm thì được tạo thành bởi 2 cây tre có kích thước vừa với lại tay cầm của người, và phần ở bên dưới thì là phần đế đu, phần bàn hay còn gọi là bàn đu, nơi mà người chơi có thể đứng lên trên đó và cầm đu. The handles is made of 2 bamboos, which is wide enough for the people's palm, and the lower part is a platform which is close enough for the people can jump on and press the foot to swing. Ở đây thì mình có một số hình ảnh về cột đu, như các bạn có thể quan sát. Đây là have some image for the swings. Okay. Như các bạn có thể thấy thì 4 cây tre này, đây là phần trụ đu. Phần đây. Đây là phần trụ đu, còn 2 cái cây tre đây là phần tay đu, còn phía dưới này để mọi người có thể đứng trên là bàn đu. Here you can see that there are 4 bamboos to make a frame here, and the 2 straight for the handles, and the platform is in the lower part, connect the 2 handles. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chơi đu. Thường thì có rất là nhiều cách, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là chơi đu đơn hoặc là đu đôi. Next, I will introduce to you to the way to play this game, and there are many ways to play swing game, but the most popular way is a single swing or the couple swing with the boy and the girl. Trong đu đơn thì có đu đơn nữ và đu đơn nam. Đu đơn nữ thì sẽ thể hiện sự uyển chuyển cũng như là khéo léo của cô gái, và đu đơn nam thì sẽ thể hiện sự mạnh mẽ phóng khoáng và nam tính của người con.
In the swing game, there are the female swing and male swing games. Then the female single swing show the flexibility and the gracefulness. Then meanwhile, the male single game show the strength and the melodies. Tuy nhiên, hấp dẫn và thú vị nhất vẫn là đu đôi nam nữ. Và bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn về phần đu đôi nam nữ này. However, the most interesting way is a couple games with a boy and a girl. Then now I will introduce to you, I will give more details about this couple game. Ở đu đôi nam nữ thì thể hiện rất rõ cái văn hóa âm dương cũng như quan niệm về trời đất giao hòa của người Việt. This couple game show clearly the concept of the harmony between the heaven and the earth in the Vietnamese culture. Trong văn hóa âm dương thì người ta thường quan niệm người nữ biểu thị cho tiếng âm, còn người nam biểu thị cho tiếng dương. In Yin Yang culture, the girls symbolize for yin and the boys from male for yang. Và trò chơi đu cũng thể hiện rất rõ cái quan niệm trời đất giao hòa, tức là cây đu sẽ được trồng ở trên mặt đất, còn người chơi đu thì sẽ bay bổng ở trên trời, trên không trung. A swing game present the harmony between the earth and the heaven, as I said before. Then this means that the swing is built on the ground, and the people can the players fly into the air. Ngoài ra thì trò chơi đu cũng thể hiện cái tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Đó là trong chơi đu thì có nam và có nữ. Cái tín ngưỡng phồn thực này thì là một trong những tín ngưỡng rất đặc trưng của các quốc gia có nền nông nghiệp lâu đời như Việt Nam. Swing games also present the card of rigidity in Vietnamese culture. In the games, we have the boys and girls players. Then this is the characteristic belief of long-standing agriculture nations like Vietnam. Và thông qua cái trò chơi đu này thì người dân Việt Nam cũng muốn thể hiện cái mong muốn là vạn vật sinh sôi. Then through this game, Vietnamese people want to express their hope of reproduction. Khi chơi thì người nam và người nữ sẽ cùng bước lên bàn đu đối mặt nhau và hai mắt thì nhìn nhau tình tứ, dùng tay vịn vào hai tay đu và chân thì dùng lực của chân để đưa đu bay bổng. In the game, the players step on the platform and stand face to face and see eyes to eyes. Then press the feet against the platform to swing up. Chơi đu thì cần có sức khỏe và sự bình tĩnh. Bên cạnh đó thì cũng cần sự khéo léo. Ban đầu thì sẽ tương đối khó để có thể đưa đu bay lên cao. Lúc khi người chơi đã quen với đu và có thể điều khiển chiếc đu thì sẽ có thể cảm nhận được cảm giác bay bổng kỳ diệu và có thể hòa mình với đại thiên nhiên, đất trời mùa xuân cũng như là gió xuân mát rượi. At the beginning, the players may find it a bit difficult to swing up, but when they can control the swing, they can feel the magical flying feelings, and they can mix themselves with the new fresh the spring air and then winds. Như các bạn đã thấy đấy, chơi đu thì không chỉ là nơi để người để con người có thể người, để các cặp mà trai gái có thể giao lưu và tìm hiểu lẫn nhau, mà chơi đu còn là một cái hoạt động sinh hoạt cộng đồng để gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa trong cộng đồng người Việt. And you
can see that the Spring Swing Festival is not the is also the place for the love exchange between boys and girls, and this is not besides it's also the public activities for Vietnamese people to strengthen their community solidarity. Vì là không có hiện vật ở đây cho nên mình không thể mời các bạn lên thử chơi đu. Nhưng nếu mà có dịp thì mình muốn là các bạn sẽ thử cảm giác một lần chơi đu, hoặc cũng có thể chơi cùng với lại người bạn thân của mình. Mình chắc chắn rằng đó sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên. Xin cảm ơn mọi người. Then, because we don't have the real action here, so we hope that if you have time, you can try this in the another time, and maybe you can play this game with my best friend. Thank you for listening. Hồi đi hết đi. Okay, thank you. Say cheese. Okay.